Tập 8. Chào viện trưởng, chào chú. Đứa trẻ này đáng thương thật. Đây, cô bé. Chú có ít tiền. Sau khi mẹ con đến, giao cho mẹ. Nói là một người vô danh đưa nhé. Không được. Chưa có sự đồng ý của mẹ, con không thể nhận tiền của người khác. Tại sao vậy? Không sao đâu. Cháu nhận trước đi. Cảm ơn. Cảm ơn ý tốt của chú. Nhưng số tiền này con thật sự không dám nhận. Con hứa với mẹ rồi. Chưa có sự đồng ý của mẹ, con tuyệt đối không dám nhận tiền của người khác. Vậy viện trưởng Hồng, vậy thì phải phiền ông giúp tôi rồi. Sau khi mẹ các cháu đến đây, ông đưa cho họ nhé. Được rồi. Ông đừng nhắc đến họ tên của người giúp đỡ. Hiểu rồi, hiểu rồi. Tôi sẽ nói đây là thiện nguyện của một người vô danh. Cô bé à, tại sao bụng cháu phát ra tiếng kêu? Có phải đói bụng rồi không? Dạ. Từ tối hôm qua đến bây giờ con vẫn chưa ăn gì cả. Như vậy thì không được rồi. Qua đây, theo bác đến nhà ăn. Bác sẽ kiếm đồ ăn cho cháu. Chúng ta ăn chút gì đi. Không được đâu viện trưởng Hồng ạ. Con hứa với mẹ con rồi, con phải chăm sóc em. Không sao đâu, không sao đâu. Cô bé à, cháu yên tâm. Đi đi, chú sẽ chăm sóc em giùm cháu. Trẻ con không được để bụng đói, nếu không sẽ hại đến dạ dày, còn ảnh hưởng đến phát triển. Bị suy dinh dưỡng thì sau này không thể cao hơn đâu. Đi nào, đi nào. Tỉnh lại đi, Tịnh Long, Tịnh Long. Ba, mau đi tìm Lưu Bỉnh Hiền. Con mau đi tìm Lưu Bỉnh Hiền. Ba, ba, ba tỉnh lại đi. Ba. Cháu à, đừng trách chú. Ông ngoại cháu nợ chú một món nợ máu. Hôm nay cháu là người đầu tiên phải đền mạng. Ông là ai? Tôi... Chú... Về rồi à, cô bé. Con về rồi. Đúng rồi chú. Viện trưởng kêu con nói với chú, ông ấy có việc, về phòng làm việc trước rồi. Vậy chú về nha. Sau khi mẹ con đến, kêu mẹ đến chỗ viện trưởng Hồng nhận tiền.
Chú về đi. Chú về nhé. Dạ chào chú. Chú về thông thả. Quệ Từ, chú vừa rồi là ai vậy? Chú ấy hả? Chú ấy là một người tốt bụng, rất rất là tốt. Viện trưởng Hồng đưa chú ấy đến thăm em, còn cho con một số tiền, con không dám nhận, nên chú ấy đã đưa tiền đó cho viện trưởng Hồng, nhờ viện trưởng đưa cho mẹ. Vậy đây đúng là một người tốt hiếm có. Trên đời này người có thiện tâm quả là không ít. Chú ấy đúng là người tốt hiếm có. Đúng rồi. Chú đã có nói mình tên gì không? Chú ấy nói chú ấy tên là người vô danh. Người vô danh. Làm việc thiện còn không cho người ta biết mình là ai, không đơn giản. Người này quả là đại thiện nhân hiếm có. Đúng là không đơn giản. Đúng là không đơn giản. Ăn từ từ thôi Quệ Từ, đừng để mất nghẹn. Dạ. Lâm Niệm Tổ, lần này coi như mạng mày lớn. Không được, vừa rồi Lưu Bỉnh Hiền lại gặp Lâm Như Ý rồi. Mình tuyệt đối không được để họ nhìn nhau, nếu không kế hoạch của mình sẽ hỏng mất. Như Ý, uống trà đi. Cảm ơn. Gia Đồng, em đến đây là muốn nhờ anh giúp đỡ được không? Như Ý, em có chuyện gì vậy? Chứ cần anh giúp được em cứ nói, anh nhất định giúp em, nhất định giúp em mà. Em mau nói đi, em có khó khăn gì em mau nói cho anh biết đi. Gia Đồng, em đang cần tiền gấp. Em muốn mượn ở anh ít tiền. Mượn tiền hả? Không thành vấn đề. Chuyện khác thì anh không dám hứa. Nếu là tiền, em nói đi, mượn bao nhiêu? Em... Gia Đông. Em... Như Ý, khó khăn trong chuyện tiền nông, anh sẽ giúp em giải quyết trong một lần. Tiền cọc, tiền thuê cửa tiệm, tiền vay lãi cao, kể cả tiền thuốc men của con, anh sẽ giúp em giải quyết hết một lần. Sau này về mặt tiền nông, em không cần bận tâm nữa. Cảm ơn anh. E rằng số tiền này em phải mất mấy năm mới trả hết. Như Ý, anh trả tiền giùm em không phải là muốn trở thành chủ nợ của em. Nếu em không có cá tính cứng đầu đó, còn lâu anh mới để cho em trả. Như Ý, hay là như vậy, trước tiên anh sẽ đưa em về tiệm bánh, sau đó sẽ đến ngân hàng rút tiền, tiếp theo đó anh sẽ đem tiền đến tiệm bánh cho em. Cảm ơn anh Gia Đông. Cảm ơn anh nhiều lắm. Em đừng nói cảm ơn nữa. Tiểu Dương, đi nhanh chút đi. Nhanh chút đi. Mau chụp hình đi, mau chụp hình đi. Chụp bên kia kìa. Chụp quyền trưởng nhiều chút đi, nhanh lên. Cửa tiệm gương mẫu. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn, cảm ơn. Chụp gần chút đi. Làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường. Trời ơi, đông vui thật, đông vui thật. Bà làm gì vậy? Đứng vào một bên đi. Tôi là chủ nhà, cửa tiệm này là của tôi muốn chụp hình. Chào mọi người, chào mọi người. Tôi muốn chụp với huyện trưởng. Tôi muốn chụp với huyện trưởng. Tôi muốn chụp với huyện trưởng. Bà là ai? Tôi là chủ nhà. Không có chuyện của bà, đi đi.
Quyền trưởng, quyền trưởng, đây là dì tôi. Bà ấy cùng kinh doanh tiệm bánh với chúng tôi đó. Đúng, đúng, đúng. Bà là dì hả? Sao bà không nói sớm? Qua đây, chụp hình với nhau đi. Các vị đợi một lát, đợi tôi với. Sau khi tôi đứng bên cạnh quyền trưởng, các vị mới chụp nha. Được rồi, chụp đi, chụp đi, chụp chung đi. Tốt lắm, cười lên nào. Chụp đẹp chút nha. Được, được, được. Tốt lắm, cười lên nào, cười lên nào. Chụp thêm một tấm đi, tốt lắm. Phòng tài vụ. Anh, em, anh đến rồi. Em, hôm nay dù sao em cũng phải giúp anh chuyện này. Anh đang cần gấp, chi cho anh thêm 3.000 đi. Anh, sao lúc nào anh cũng hỏi tiền em vậy? Em chỉ là tổng quản tài vụ của nhà họ Lưu thôi. Đây không phải tiền nhà mình đâu. Tài sản nhà họ Lưu sớm muộn gì cũng là của em mà. Em thử nghĩ đi, Chí Khiêm là con trai duy nhất của Lưu lão gia. Sau này tài sản nhà họ Lưu đều để lại cho anh ta. Hiện giờ em còn là vị hôn thê của Chí Khiêm. Tiền này sớm muộn gì cũng là của em mà. Anh, chuyện này anh đừng nói lung tung. Nếu để người ta nghe thấy, Chí Khiêm còn dám cưới em không? Được rồi, anh không ngốc đâu, anh không ngốc đâu. Nhưng em thử nghĩ đi, anh nói không sai đâu. Tiền này sớm muộn gì cũng thuộc về em gái anh, Sảo Sương mà. Anh, trong nửa năm qua anh đã mượn em bao nhiêu tiền rồi? Trăm mấy ngàn rồi, anh biết không? Anh biết. Nhưng anh lấy tiền này không dùng vào chỗ khác. Tất cả đều đầu tư về chuyện làm ăn của chúng ta. Chỉ là vận may không tốt, bị lỗ hết thôi. Em à, chẳng lẽ em muốn nhìn thấy sản nghiệp ba mẹ để lại từ từ sụp đổ như vậy sao? Dĩ nhiên là em không muốn. Nếu không phải vì điều này, còn lâu em mới giúp anh. Đúng rồi, anh à, hai chúng ta là anh em ruột. Sau khi ba mẹ ra đi, anh là người nuôi em khôn lớn. Em không giúp anh thì ai giúp anh? Đúng rồi, nói đi thì phải nói lại. Nếu chúng ta còn tiếp tục như vậy, một mai để họ phát hiện thì hôn nhân giữa em với Chí Khiêm sẽ hỏng mất. Không đâu, không đâu, sẽ hỏng mất. Không đâu, không đâu, em gái ngốc à. Em thấy không, sản nghiệp của nhà họ Lưu lớn biết mấy. Em là kế toán. Anh nghĩ chị của em mới biết nhà họ Lưu có bao nhiêu tiền. Cho nên bây giờ có chi của họ 800.000 cũng không bị điều tra ra. Anh nói nhảm. Ba của Chí Khiêm không ngốc đâu, ông ấy tin lắm. Hơn nữa đến cuối năm còn có người đến kiểm tra sổ sách. Nếu bị điều tra ra, em với Chí Khiêm thật sự không thể kết hôn đó. Trời ơi, không đâu, không đâu. Anh hứa với em, cuối năm, trước cuối năm, anh sẽ bù lại khoản tiền đó cho em. Anh có làm được không? Tất nhiên là được. Thật không? Thật mà. Nhưng em nói trước nha, đây là lần cuối cùng. Được, được, được. Lần cuối cùng, lần cuối cùng. Mau chi tiền cho anh đi. Chim tổng quản. Chim tổng quản. Sao vậy? Gặp tôi sẽ giống như gặp ma. Không đâu, không đâu. Bất ngờ không? Bất ngờ. Bất ngờ lắm, bất ngờ lắm. Dạ Long, gặp anh ở đây tôi cũng cảm thấy bất ngờ lắm. Đúng vậy. Ngạc nhiên, ngạc nhiên. Ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên lắm. Chim tổng quản, hôm nay anh đến đây là mợ hai. Lão gia kêu tôi đến đón mợ về nhà ăn cơm. Xe đang đợi mợ ở ngoài. Có chuyện gì vậy? Không có gì, không có gì. Vậy mợ hai, chúng ta đi ngay đi. Gia Đông, anh cũng cùng đi đi. Không không, tôi còn có việc. Sảo Sương, em đi với chim tổng quản đi. Đi đi. Mợ hai, đi thôi, đi thông thả. Đi nha, đi thông thả. Đi thông thả.
Như vậy thì phải làm sao? Con định lúc nào mới kết hôn với Sáu Sương? Mọi chuyện xin nghe theo ý ba. Đã là thời đại mới rồi, không cần chuyện gì cũng làm theo ý của cha mẹ đâu. Nhưng có một điều ngoại lệ duy nhất, từ đây về sau con không được giả tranh nữa. Trong chuyện này con nhất định phải nghe lời ba, không thương lượng gì hết. Con hiểu ý ba không? Này, con sao vậy? Ba, ba biết đây là sở thích duy nhất của con mà. Con sở thích, sở thích có thể xem như cơm ăn không? Năm xưa, được rồi, ba lại nói năm xưa nữa. Năm xưa ba là một họa sĩ nghèo, nghèo đến không có đủ ba bữa. Sinh ra đứa con bệnh tật như con, cũng không có tiền khám bác sĩ, làm cho ba phải bỏ rơi đứa con gái trên phố, toàn tâm toàn ý nuôi nấng đứa con trai bệnh tật này. Cũng chính vì đứa con bệnh tật này nên ba bỏ rơi đứa con gái trên phố. Ba mẹ phải mất đi đứa con gái. Ba còn phải muốn nói như vậy sao? Chính vì con là đứa con không làm nên trò trống gì. Con là đứa con bệnh tật cũng không nỡ bỏ rơi, làm cho ba mẹ phải mất một đứa con gái. Ba còn phải muốn nói như vậy sao? Ba còn phải muốn trách con như vậy sao? Con gánh hết. Cũng chính vì điều này suốt đời Lưu Chí Khiêm đều phụ lòng mọi người, bị mọi người dẫn dắt như trâu bò, đi theo sau lưng mọi người. Con không thể, con nói cho ba biết. Con thích vẽ tranh. Đây là điều duy nhất con không thể nghe theo lời ba. Con, cái thằng khốn kiếp này. Lão gia, Chí Khiêm, lão gia bất giận, đừng để hại đến sức khỏe. Còn dám ăn nói với ba như vậy sao? Súc sinh, ba nói không sai, con chính là súc sinh. Trong mắt ba, con chính là vật nuôi, cho nên lúc nào ba cũng muốn lấy chuồng nhốt con lại, dùng dây trói con lại. Chí Khiêm, anh bớt nói vài câu đi. Chẳng lẽ anh nói sai rồi sao? Từ nay về sau, con sẽ chứng minh con không phải là súc sinh. Con phải đi trên con đường của mình. Con thích vẽ tranh. Còn Chí Khiêm, Lão gia, ba sao rồi? Nhanh lên, đưa ba tôi đến bệnh viện nhanh lên. Lão gia, không cần đâu. Đừng giận hại đến sức khỏe, lão gia. Con muốn ba tức chết. Đây là mong muốn của con phải không? Ba, con không phải cố ý làm ba giận. Con thật sự không phải cố ý làm ba giận. Con chỉ là muốn trút hết oán hận trong bao nhiêu năm qua ra, phải không? Ba, con xin lỗi. Con có lỗi với ba. Người nói xin lỗi phải là ba. Ba không nên bận tâm cho tương lai của con. Lão gia, ba đã trở thành cái chuồng nhốt con lại. Ba không nên lo lắng cho tương lai của con. Như vậy sẽ trở thành dây trói con lại. Đây là lỗi của ba. Tại ba. Ba đừng như vậy mà. Thì ra lúc nào con cũng xem con là vật nuôi ba đã nuôi. Ba đã bỏ rơi cốt nhục của ba. Ba bỏ rơi đứa con gái duy nhất của ba, chính là để nuôi con vật nuôi này khôn lớn sao? Ba, buồn cười thật. Ba, lão gia, ba, xin ba tha thứ cho Chí Khiêm. Con nhận lỗi giùm anh ấy, con khấu đầu giùm anh ấy, xin ba tha thứ cho Chí Khiêm. Con quỳ cái gì? Con đứng lên. Vì thằng súc sinh này, chịu tội vì nó, không đáng đâu. Ba, ba nguôi giận. Tục ngữ có câu, quân tử không dở tính khí với trâu bò. Ba xem anh ấy như một con bò được rồi. Xưa nay anh ấy không biết ăn nói, điều này ba biết mà. Huống hồ anh ấy còn là con ruột của ba. Tính tình anh ấy giống ba lắm. Đây là cá tính thật sự, không giả dối, không biết lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết lấy lòng người khác. Anh ấy giống ba lắm. Dựa vào điểm này, ba hãy tha thứ cho anh ấy. Ba, hơn nữa, để anh ấy quỳ như vậy, ba không đau lòng sao? Ba đau lòng cái gì? Đứa con không ra gì. Ba không đau lòng, nhưng con đau lòng.
Sảo sư, ta thấy Chí Khiêm bị con Chiều đến hư mất rồi. Được rồi, kêu nó đứng dậy đi. Sảo sư, ba, khuyên nó đừng vẽ tranh nữa. Vẽ tranh không có tương lai. Ngày mai kêu nó đến tiệm vải theo ba học mua bán đi. Dạ, thưa ba, con biết rồi. Đi. Được rồi, không sao rồi, đứng dậy đi. Có đau không? Thiệt tình. Lão già, lão già đừng giận nữa, đừng để hại đến sức khỏe. Cậu chủ đúng là sống trong phước mà không biết phước. Đừng nhắc đến nó nữa. Đúng rồi, anh vẫn còn tiếp tục tìm kiếm con gái nhã tinh của tôi chứ. Lão già, xưa nay chưa từng dừng lại bao giờ. Chỉ là cho đến giờ phút này vẫn chưa có bất cứ tin tức gì về đại tiểu thư. Tiếp tục tìm kiếm đi. Dạ, lão già. Được rồi, anh lo việc của anh đi, để tôi đi một mình. Dạ. Lão già cẩn thận. Niệm tổ, niệm tổ nó. Dì Xuân, dì Xuân, mẹ, dì ngồi xuống đây đi. Mẹ, cháu ngoan của bà, sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Mẹ, nhà họ Lâm đã gây nghiệt gì rồi? Nhà họ Lâm đã gây nghiệt gì rồi? Tại sao ông trời trừng phạt chúng ta như vậy? Tại sao? Tại sao trừng phạt chúng ta như vậy? Tại sao? Tại sao? Mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Mẹ đừng buồn nữa. Niệm tổ không có chuyện gì đâu. Nó không có chuyện gì đâu. Nhà mình có tích phước tích đức, ba tuổi nhỏ linh hồn ở trên trời cũng sẽ phù hộ cho nó mà. Cháu ngoan của bà. Mẹ, nó không có chuyện gì đâu. Không, mẹ phải đi thăm nó. Mẹ, mẹ, mẹ không cần đi gấp. Mẹ, bác sĩ dặn rồi, kêu chúng ta cố gắng đừng làm phiền nó, để cho nó nghỉ ngơi vài ngày, để nó dưỡng thương cho tốt. Mẹ, con nói cái gì? Bệnh viện không cho người thân đến thăm sao? Không phải, bác sĩ đã dặn rồi, không muốn người thân khóc lóc ở bên cạnh bệnh nhân, sợ làm ồn đến bệnh nhân, không tốt cho bệnh nhân thôi. Được, được. Mẹ không khóc nữa. Mẹ, mẹ đi, mẹ đi thăm nó đi. Con cũng đi nữa. Con cũng nên đi thăm niệm tổ mà. Được, chúng ta cùng đi đi. Mẹ, con không đi được. Con không thể rời khỏi nơi này. Tại sao? Lát nữa bạn học của con Hàng Gia Đông sẽ đem tiền đến đây. Anh ấy đồng ý cho con mượn tiền để chúng ta trả tiền vay nặng lãi và tiền thuốc men của niệm tổ, kể cả tiền cọc và tiền thuê cửa tiệm cho dì Đoạn. Bây giờ anh ấy đang đi ngân hàng rút tiền. Lát nữa sẽ qua đây. Anh ấy kêu con đợi ở đây. Vậy thì dì đến trùng hợp thật. Dì đang định qua đây hỏi con khi nào dì mới nhận được tiền. Thiếm, trong lúc này thiếm còn qua đây lấy tiền gì nữa? Anh Trường Sinh không phải đã đem tiền cọc và tiền thuê cửa tiệm về cho thiếm rồi sao? Nhắc đến điều này thì thiếm giận rồi. Các con đã sai khiến Trường Sinh đem cầm báo vật gia truyền của thiếm, còn lấy tiền cầm được trả tiền cọc và tiền thuê cửa tiệm cho thiếm. Đây rõ ràng là lóc thịt gì nhét vào miệng gì mà. Các con giỏi thật. Trời ơi, chuyện anh Trường Sinh đến tiệm cầm đồ đến cầm đồ thiếm cũng biết rồi sao? Ai cho thiếm biết vậy? Thiếm còn phải để người ta nói cho thiếm biết sao? Thiếm là người của Thiên Lý Nhãn, Dạng Lý Nhĩ. Vậy thiếm không phải trở thành lão yêu rồi sao? Còn nhà đầu chết tiệt này, chờ xem thiếm có đánh chết con không. Dì Đoạn, như vậy đi,
Lát nữa bạn học con đem tiền đến, con sẽ gửi tiền đến nhà dì ngay. Hay là dì về nhà trước đi. Không được, tiền là thứ có cánh, trong nháy mắt thì sẽ bay mất. Hay là để dì đợi ở đây đi, dì sẽ yên tâm hơn. Mặc kệ bà ấy, mẹ đến bệnh viện trước đây. Mẹ, mẹ đi trước đi. Lát nữa con lấy được tiền, con sẽ đến bệnh viện ngay. Như ý, ân tình của anh Hàn, con nên suy nghĩ nên đền đáp thế nào đi. Ân tình của anh Hàn, con nên suy nghĩ nên đền đáp thế nào đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Trong lúc này mình đi đâu để kiếm tiền cho Lâm Như Ý đi? Cô bộ lần này Như Ý nhìn thấu mình là ông chủ, chỉ có cái vỏ rỗng rồi. Làm sao đây, làm sao đây, làm sao đây? Đúng rồi, giả bộ gặp tai nạn, trước tiên tránh mặt vài ngày, ngày mai mới tìm xảo sư mượn tiền. Đúng, đúng. Đau thật. Theo lời dặn của ông, tôi mua lại khoản tiền vay lãi cao ở Đại Trần rồi. Trong này còn có giấy chuyển quyền chủ nợ Đại Trần đã làm cho chúng ta. Còn có tờ giấy cầm nhà của nhà họ Lâm. Đến lúc đó, nếu nhà họ Lâm không trả tiền, nhà họ Lâm sẽ thuộc về chủ nợ. Bây giờ quyền này thuộc về chúng ta rồi. Ông xem lại đi, có sai sót gì không? Ông xem lại đi. Làm tốt lắm. Cầm theo cái này, dẫn người đi đòi nợ đi. Nếu nhà họ Lâm không có tiền trả thì hãy buộc họ giao nhà. Được, được, được. Nhưng Đại Trần nói anh ta đã hứa với thằng Khải để cho nhà họ Lâm được quản một thời gian. Chuyện không có chứng từ tức là không có bằng chứng. Hơn nữa bây giờ chúng ta là chủ nợ, chúng ta là người quyết định. Dạ. Tiền nhà họ Lâm vay trước đây là tiền vay lãi cao, cho nên phải trả vốn lẫn lãi mỗi ngày. Khoản nợ của nhà họ Lâm bây giờ đã trễ mấy ngày rồi. Lãi sinh ra lãi, lời sinh ra lời. Họ không có khả năng trả đâu. Nếu họ không trả nổi thì chúng ta phải buộc họ giao nhà. Điều này đã được ghi rõ trong giấy cầm cố. Đôi bên đồng ý, ghi rất rõ ràng. Hơn nữa đương sự cũng đã điểm chỉ. Cứ làm như vậy đi, dẫn người đi đòi khoản nợ này. Nếu nhà họ Lâm không có tiền trả thì hãy buộc họ giao nhà. Đi đi. Khoan đã. Làm việc nghiêm túc một chút. Sau khi xong việc, anh sẽ có lợi. Tôi sẽ làm theo lời dặn của ông. Nếu đến lúc đó nhà họ Lâm không có tiền trả, tôi sẽ cho người vào nhà họ ở. Nhất định buộc họ giao nhà, buộc họ dọn đi. Được, làm như vậy đi. Đi đi. Dạ dạ dạ.
Lâm Như Ý, đừng trách tôi nhẫn tâm. Ai biểu cô là con gái của Lưu Bỉnh Hiền? Tôi không muốn sau khi ba cô nhìn cô đến ở nhà họ Lưu làm hỏng mọi chuyện của tôi. Mong cô biết điều một chút. Tốt hơn hết, hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Này, thật ra bạn học còn có đem tiền đến không? Tại sao vẫn chưa đến? Đến mà. Anh ấy nhất định sẽ đến, anh ấy biết mà. Anh ấy biết con phải đem tiền đến bệnh viện. Hiện giờ anh ấy đang đến ngân hàng rút tiền, lát nữa sẽ đến. Nhưng tại sao anh ta vẫn chưa đến vậy? Dì Xuân, con nghĩ hay là để cho Huệ Từ về nhà đi. Ngày mai cháu còn phải đi học đó. Trường Sinh, vậy thì làm phiền con đưa Huệ Từ về nhà giùm. Con cũng một đêm không ngủ rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Con không mệt. Con, anh Trường Sinh, anh không phải người bằng sắt, sao lại không biết mệt? Em thấy anh nên đưa Huệ Từ về nhà, sau đó hãy ngủ một giấc. Sau khi Như Ý đem tiền đến đây, em sẽ cho dì Xuân và Như Ý về nhà nghỉ ngơi. Tiếp theo đó, ai có tinh thần tốt mới qua đây thay em. Chúng ta phải thay phiên chăm sóc mới được. Kiều Kiều nói đúng. Nhưng để cho các con phải mệt mỏi như vậy, dì thật sự cảm thấy ngại lắm. Dì thấy hay là như vậy đi. Sau này cứ để cho dì và Như Ý hai người thay phiên chăm sóc. Các con hãy làm việc của mình đi. Con không bận chút nào đâu. Tiệm mì của anh Khải cô đóng cửa giùm anh ấy rồi. Anh ấy cũng không bận tâm, không biết đi đâu mà vẫn chưa thấy về. Con còn giúp anh ấy để làm gì? Cho nên con không bận. Để con ở đây chăm sóc Niệm Tổ. Huống hồ Niệm Tổ giống như cháu ruột của tụi con. Cháu bị thương, con với anh Trường Sinh đến chăm sóc cũng là chuyện đương nhiên mà. Anh Trường Sinh, quyết định như vậy đi. Được rồi dì Xuân. Kiều Kiều, vậy con đưa Huệ Từ về nhà. Con cũng phải về nhà tắm rửa, ngủ một lát, sau đó con sẽ qua đây. Được. Huệ Từ, nhanh lên dậy đi. Để chú đưa con về nhà. Nào, để chú bồng con. Dì Xuân, vậy tôi con về trước nha. Cảm ơn cậu. Cảm ơn. Con muốn nghỉ học, con không muốn học nữa. Nhà con khổ như vậy, con muốn ra phố bán bánh, kiếm ít tiền phụ gia đình. Không được, con phải cố gắng học hành. Có học hành trong bụng mới có học vấn, có bản lãnh mới có thể hơn người khác. Sau này mới làm nên sự nghiệp. Có tài mới có năng lực giúp đỡ gia đình, chăm sóc gia đình. Huống hồ tuổi con còn nhỏ, bây giờ không đi học. Trời ơi, ra phố bán bánh cũng không kiếm được mấy đồng bạc. Sau khi con khôn lớn, con sẽ trở thành hoàng niên nấu dưa, trở thành khổ nhân thôi. Như vậy thì uổng công dưỡng dục cực khổ của mẹ, của ba các con. Cho nên các con phải cố gắng học hành. Có học hành mới có học vấn, mới có bản lãnh. Sau này mới có năng lực đền đáp người nhà. Con biết không? Bánh của anh đây. Cảm ơn. Tiền của cô đây. Cảm ơn.
Mời vào, mời vào. Mời ngồi, mời dùng trà. Ông đến mua bánh phải không? Cảm ơn. Uống trà gì nào? Chúng tôi đến đòi nợ đó. Đòi nợ à? Cái này cô đọc kỹ chưa? Khoản tiền nhà cô đang nợ, bây giờ quyền chủ nợ đã chuyển cho chúng tôi. Hôm nay chúng tôi đến đây là để thực hiện quyền lợi đòi nợ. Trả tiền đi. Xin lỗi, khoản tiền này chủ nợ trước đây đồng ý cho chúng tôi quản một thời gian rồi. Một đời thiên tử, một đời vương pháp. Ai ngồi trên điện kim loan người đó quyết định, cô hiểu chưa? Bây giờ quyền chủ nợ thuộc về chúng tôi, chúng tôi là người quyết định. Hôm nay cô phải chiếu theo tiền vốn tiền lãi lần lượt trả hết, cô hiểu chưa? Trả tiền đi, nếu không thì phải siết nhà. Không, cửa tiệm đây là của tôi cho họ thuê lại. Quyền sở hữu không phải thuộc về họ. Ai nói là cửa tiệm của bà? Thứ chúng tôi cần là nhà cửa, đất đai nhà họ Lâm. Cái gì? Vậy thì tôi yên tâm, vậy thì tôi yên tâm. Anh làm việc của anh đi. Trả tiền đi. Được. Hôm nay tôi sẽ trả hết khoản nợ này trong một lần. Nhưng phiền ông đợi cho một lát. Chút nữa bạn tôi sẽ đem tiền đến. Sau khi bạn tôi đem tiền đến, tôi sẽ trả hết cho ông. Đợi một lát. Đợi một lát là phải đợi bao lâu? Đúng rồi, phải đợi bao lâu? Đợi bao lâu? Bạn tôi đến ngân hàng rút tiền. Lúc này có lẽ sắp đến rồi. Chắc là sắp đến rồi đó. Các ông gấp gì nào? Tôi cũng như các ông đang đợi bạn cô ta đem tiền đến đó. Được, được, được. Chúng tôi sẽ đợi ở đây. Nhưng cô phải bảo đảm, trước khi ngân hàng đóng cửa, chúng tôi phải thu hết khoản nợ này. Nếu không, hôm nay cô phải dọn đi ngay. Nhà của nhà họ Lâm sẽ thuộc về chúng tôi. Trả mà, tôi nhất định sẽ trả hết. Ông yên tâm, ông yên tâm. Này, chúng ta đợi thêm một lát. Thời gian đợi cũng phải tính lãi. Các anh có thể ăn bánh trong tiệm tùy thích. Coi như đây là tiền lãi trong thời gian chờ đợi. Ăn đi, ăn đi. Quệ Từ, con ăn mì đi. Sau khi ăn xong, rửa mặt đánh răng lên giường ngủ. Trước tiên con không cần nghĩ đến chuyện niệm tổ, cũng không cần bận tâm cho chuyện trong nhà. Hãy ngủ một giấc. Chú có thể làm ba của tụi con không? Con nói cái gì? Giờ rồi con nói gì? Con nói chú có thể làm ba của tụi con không? Tại sao con hỏi chú như vậy? Vì bà con muốn mẹ tái giá với một người đàn ông tốt. Nhưng con xem qua xem lại, hình như ngoài chú Trường Sinh ra, con không tìm được một người đàn ông tốt nào như ba. Cho nên con mới hỏi chú có thể làm ba của tụi con không. Giống như bà của con đã nói, nửa đời còn lại của mẹ sẽ có người bầu bạn chăm sóc cho mẹ. Chú Chú, mẹ con là một người đàn bà rất tốt. Chú biết mà. Trên đời này không tìm được người đàn bà nào tốt hơn mẹ con. Con với em con cũng hiểu chuyện lắm. Đúng vậy. Con với Niệm Tổ là trẻ hiểu chuyện nhất và đáng yêu nhất mà chú đã từng gặp. Bà con cũng là một người rất hiền từ, rất dễ thương. Đúng vậy. Người chú kính trọng nhất trong đời cũng là dì Xuân. Trong tâm trí chú, bà ấy là người mẹ hiền từ nhất. Thật ra từ nhỏ chú đã xem bà ấy như mẹ ruột của chú rồi. Thật không? Dĩ nhiên là thật. Lời chú nói đều là sự thật. Vậy thì tốt. Chú ơi, vậy sau này chú muốn có một mẹ vợ như bà con không? Muốn chứ. Dĩ nhiên là muốn. Vậy thì dễ giải quyết rồi. Chúng ta hứa như vậy đi. Nhưng chú phải cố lên nha.
Cố cái gì? Tức là biến bà con thành mẹ vợ của chú, để mẹ dẫn theo mẹ chồng đi tái giá lấy chú đó. Trời ơi, chú không đồng ý hả? Vậy chú nói cho con biết nha Huệ Từ, những lời con mới nói với chú tuyệt đối đừng nhắc đến nữa, cũng đừng nói với bất cứ người nào. Chú rất sợ sau này mẹ con không muốn nhìn mặt chú, ngay cả làm bạn cũng không được. Tại sao vậy? Rất đơn giản, chú với mẹ con cùng khôn lớn từ nhỏ, có tình cảm rất tốt, giống như anh em vậy. Anh em đó, con biết không? Cho nên mãi mãi sẽ là anh em. Huệ Từ, con hiểu chưa? Con không hiểu. Không sao, lớn lên con sẽ hiểu. Lớn lên con sẽ hiểu. Mãi mê nói chuyện, qua đây. Con nhớ nha, sau này chúng ta không nhắc đến chuyện này nữa. Bây giờ thì con hãy ngoan ngoãn ăn hết tô mì này, sau đó lên giường ngủ một giấc. Tô mì này nấu lâu lắm rồi, ngon lắm. Chết rồi, mì nguội về nở hết rồi, chú phải nấu lại tô khác. Chú ơi, chú ngốc thật, để con nấu đi. Không được, trẻ con không được đến gần bếp lò. Con qua đây, để chú nấu. Vậy để con lấy nước, con làm gì vậy? Trong chảo có nước mà, không cần thêm đâu. Nếu thêm nước thì... Dám đùa với chúng tôi hả? Đùa với anh em chúng tôi như đùa với ngỗng hả? Đúng không? Không có tiền trả mà còn dám đùa với chúng tôi. Để chúng tôi đợi không trong tiệm của cô. Cô như vậy là tự đào mồ chôn mình, đừng trách chúng tôi. Hôm nay tôi sẽ siết nhà cô đi trừ nợ. Đi. Không không không, bạn tôi sẽ đến ngay mặt. Anh ta chỉ là đến ngân hàng rút tiền thôi. Chắc là lát nữa sẽ đến, đợi thêm một lát được không? Ngân hàng đóng cửa rồi, cô còn muốn đùa với chúng tôi hả? Gia Đông, anh ta là ai vậy? Gia Đông, anh sao rồi? Như ý. Gia Đông, sao anh bị thương? Chảy máu rồi.才是我此生。